David lại cùng với mọi người phân tích một số các cái thông tin của ngày hôm nay. Thì như hôm nay chúng ta đã biết các cái thông tin của các mặt báo nó đã tràn ngập về vấn đề giá vàng, giá dầu lúc này, đúng không? Giá Bitcoin lúc này. Thì hôm nay chúng ta sẽ có những cái tổng quan của thị trường của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm tin. Trước khi vào điểm tin, chúng ta sẽ xem qua một số các cái bài viết và báo chính thống. Lý do giá dầu về âm, nhu cầu tê liệt, kho dầu đầy, nguồn cung đấy. Đó. Lần đầu tiên lịch sử về âm, chứng khoán giảm điểm, giá dầu về âm. Đó. Hồ Chí Minh, sàn HOSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến. Đó. Rất là nhiều cái tin xấu. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi mà chúng ta có những cái tin như thế này? Chúng ta có tin tưởng vào Bitcoin hay không? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Và toàn bộ tất cả những cái quy trình để chúng ta đầu tư lúc này. Chúng ta hãy hiểu rằng mỗi một kỳ khủng hoảng thì hầu như tất cả mọi người đều mất tiền, người mất ít, người mất nhiều. Tuy nhiên cũng nổi lên rất nhiều các cái tỷ phú, rất nhiều những cái người kiếm được tiền. Và online trong cái thời kỳ này là một trong những cái thời kỳ để chúng ta kiếm được tiền và vượt qua khủng hoảng. Chúng ta lại vào các cái mục tiền của tôi để chúng ta xem các câu hỏi. Đầu tư chứng khoán với 100 triệu đồng như thế nào? Các cái cách kiếm tiền khi ở nhà mùa dịch và 200 triệu lên lướt sóng chứng khoán, rất nhiều các cái bài. Tuy nhiên đến với lại David và cái kênh Thế Giới Đầu Tư, chúng ta sẽ có những cái bài học về đầu tư gì. Thì chúng tôi luôn cung cấp các cái giải pháp no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ. Không thua lỗ tại sao lại như vậy? Vì chúng tôi hét lệnh, hét dinh lệnh, tức là vừa mua vừa bán và sử dụng các cái robot về no loss system, đúng không ạ? Thì nó không được lãi suất rất là cao, cao khủng khiếp. Tuy nhiên nó có một cái độ an toàn. Đó. Thế do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái bài và chúng ta tìm hiểu trong cái kênh Thế Giới Đầu Tư này. Ngoài ra chúng tôi hay thường xuyên cập nhật trên Facebook để chúng ta có thể liên lạc với ông già đầu tư. Giá vàng, đúng không ạ? Giá dầu được cập nhật toàn bộ trên ở đây, đúng không ạ? Những người tham lam thì chúng ta phải sợ hãi, và những họ sợ hãi thì chúng ta lại phải tham lam, đúng không ạ? Đấy là những cái câu cửa miệng để chúng ta theo dõi. Và chúng ta đừng quên đăng ký kênh cũng như là theo dõi các cái thông tin từ các cái Facebook cũng như là kênh YouTube cùng với David. Chúng ta điểm qua cái tin tức. Ngay lúc này Hàn Quốc đã báo cáo một trường hợp tử vong do viêm phổi đây. Hàn Quốc báo cáo 9 trường hợp xác nhận rất là nguy hiểm ở cái sự tái phát lại của cái bệnh COVID này. Ủy viên ngân hàng Hàn Quốc kêu gọi chính sách tích cực ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đây là cả thế giới liên tục hò hét và nỗ lực để hồi sinh và ổn định tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để thông báo là để cải thiện thanh khoản thì giá trái phiếu ngân hàng vĩnh viễn. Ngân hàng hỗ trợ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn. Đúng không? Rất nhiều các cái thông tin. Hãng hàng không Tây Nam giao dịch sắp cho phép thanh toán ngay lập tức khoảng 1,6 tỷ. Tức là cái này nó dịch. Để chúng ta tìm hiểu nó, tức là nó phải thanh toán những cái hợp đồng đến hạn đấy ạ. Rất nhiều các cái thông tin. Reuters thông báo dầu giảm 0,27 xuống 25.5 đô la Mỹ một thùng. Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico giá một rổ dầu xuất khẩu, đúng không ạ, một lô đấy, thì đóng cửa mức âm 2.37, tức là nguồn cung quá nhiều. Đó là những cái thông tin rất là khủng khiếp. Đồng đô la Úc so với đô la Mỹ, đúng không ạ, giảm gần 20 điểm trong ngắn hạn. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi các cái bản tin để chúng ta xem qua. Thứ nhất là giá vàng hiện tại là 1639, giá đang điều chỉnh giảm trong cái phiên Mỹ ngày hôm qua, đúng không ạ? Chúng tôi thấy rằng là giá có sự hồi phục, sau đó là điều chỉnh giảm của giá vàng. Tuy nhiên giá vàng lúc này cái bid ask là nó vẫn nhảy nhót, cho nên những người tham gia giá vàng thì chúng ta phải để ý đến cái spread nó giãn ra. Nó có cái sự nguy hiểm về giá.
Chúng ta theo dõi giá vàng đó. Hiện tại giá vàng đang ở vùng 1689. Đây là một cái vùng mà cho cái mức test ở các cái mô hình đi xuống để tránh được cái sự cản của đám mây Ichimoku, khiến cho giá đang ở vùng dưới của Bollinger Band, dưới của Ichimoku, đang cho cái xu hướng mong muốn đi xuống vùng giá thấp hơn nữa của vàng. Rồi chúng ta tiếp tục theo dõi các cái diễn biến chính các cái cổ phiếu, giá dầu H4, giá dầu trong các cái mô hình giá có rất là thấp. Trong các cái video trước ấy, tôi có nói về những người muốn mua giá dầu, chúng ta phải để ý là US coin, nếu trong trường hợp chúng ta mua hàng hợp đồng thì chúng ta có chịu cái phí tương lai rất là cao, và cái phí qua đêm ấy, đúng không ạ? Do vậy là nếu trong trường hợp nó xuống thảm, có thể bật kia là những cái người mà ôm giá dầu cũng đang rất tốt lúc này. Thứ nhất là nó đã đạt được các cái mô hình về về vùng đáy, báo chí họ đưa ra như thế thôi, nhưng mà chắc chắn là các nước nó sẽ mất rất là nhiều, khiến cho nó sẽ có những cái động thái khiến cho giá nó hồi phục. Ví dụ ngày hôm qua giá, nếu như ai bắt đáy, bởi vì chúng ta muốn mua đúng không ạ, và chúng ta sẽ thấy được giá bắt đáy ở các vùng 20.62, giờ nó lên rất là mạnh rồi, 20.93. Tuy nhiên tôi cũng có nói với mọi người là chúng ta mua có thể là UK Oil, nó cũng chạy theo giá dầu. Đây là điểm SC, tức là điểm spot, thì nó sẽ tốt hơn thay vì cái việc mà chúng ta mua các cái giá ở các cái mốc là giá của cái hàng hóa tương lai. Do vậy chúng ta mua này là mua spot, mua điểm, do vậy là chúng ta sẽ không bị cái phí qua đêm. Và kích chuột phải chọn special đó. Thì đây là cái phí swap long, mua có âm 0.1.7, bán có 0.7 này, do vậy là gì ạ, phí qua đêm rất là thấp. Tuy nhiên nếu chúng ta là động vào cái con này, đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phí phí qua đêm là 10, đúng không ạ, thậm chí phí bán ra lại dương 1.2, phí qua đêm được lãi. Chưa kể là những ai mà mua giá dầu ở các cái dầu của US Oil này, đúng không ạ, giá rất thấp, hôm qua là giá về 17, hôm nay gáp một cái đó 17 lên tận bao nhiêu ạ, 24. Riêng ngày hôm qua ai bắt đáy là gì đã lên rất là mạnh rồi, 17 bây giờ lên 24 luôn. Đấy, do vậy là có cái kỳ bật lên, và sáng nay nếu mà ai mua vùng 20.17 là cũng đã có cái kỳ là bật lên ở vùng 22.21. Tuy nhiên nếu chúng ta mua mà chúng ta để là dài hạn, chúng ta sẽ xem được các cái phí qua đêm nó rất là khủng khiếp đây, đúng không ạ? Bây giờ nó đã điều chỉnh rồi. Swap là âm 9.7 và 1.2 đối với hàng hóa bán ra. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà có những cái sự điều chỉnh của sản phẩm về phí qua đêm thì chúng ta phải để ý cái này để tránh trường hợp chúng ta ôm dài hạn. Và giá dầu sáng nay được bơm thổi lên rất là mạnh này. Đấy, bơm thổi lên rất là mạnh. Do vậy là thế giới họ chắc chắn là họ sẽ phải có những cái sự tác động rồi, đúng không ạ? Trong khi đó báo chí thì gọi là té nước theo mưa, họ đồn đoán rằng là sẽ bị phá sản rồi về âm rồi cho không ai lấy rồi tất cả mọi cái, những cái bài báo rất là không chính thống. Tôi thì tôi cho rằng nó việc có ảnh hưởng và nó có cái giảm cái nhu cầu sử dụng, đó đấy là cái quy luật cung cầu của thị trường, và giá nó sẽ xuống. Và khi giá xuống thì các nước nó sẽ họ có những cái sự hỗ trợ và có sự đỡ giá. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta xem xét. Và chúng ta quan tâm đến lúc này đó là giá của Bitcoin và Ethereum lúc này. Đây là Bitcoin 6886. Giá ngày hôm qua đã đi xuống. Tôi sợ có một cái điểm điều chỉnh hồi lên. Điểm điều chỉnh hồi lên ở các cái vùng 6988. Do vậy hôm nay vùng giữa của Ichimoku, nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy được là các cái vùng hồi là vùng giữa Ichimoku, vùng 6969 cũng có thể là một cái vùng bán ra. Và giá được lực đỡ của thị trường buổi sáng ngày hôm nay từ vùng 6750 lên đến vùng 6889, cao nhất là 6917, thì vẫn là cho một cái kênh bán ở trong cái lúc này. Vậy Bitcoin từ cái vùng giá thấp có lực đỡ, tuy nhiên là lúc này chúng ta vẫn thiên một cái hướng về bán ra thì sẽ tốt hơn. Tôi sẽ kể thêm một số các cái thông tin của Bitcoin.
trong vùng D đó, trong vùng vùng tuần, các vùng cản của giá tuần. À, chúng ta sẽ không vẽ được mức cản trong cái vùng dài hạn, bởi vì MT4 nó sẽ không thống kê hết. Tuy nhiên là trong ngắn hạn chúng ta sẽ xem vùng bao giá. À, các mô hình nêm giá nó sẽ tiệm cận đi về các cái vùng để chúng ta tiệm cận bán. Thế thì khi mà giá được sideways và có một cái lực đỡ tại thị trường châu Á buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ theo cái mô hình Ichimoku để chúng ta biết được là giá hồi về điểm giữa của Ichimoku và Bollinger Band giữa, thì có thể là các cái xu hướng bán ra ở các cái vùng 69-85. Tôi vẫn cho là cũng kịch bản của ngày hôm nay đối với những các vùng giá thấp để giá cao để bán ra, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ canh thấp ở các vùng cản để chúng ta mua vào khi mà chúng ta có một cái lực đỡ. Đối với Ether thì sao ạ? Ethereum, chúng ta xem các cái có mức giá, giá được đẩy lên rất là mạnh từ các cái vùng 185, đúng không ạ? Và bơm xuống vùng 166 là thấp nhất, thì hôm qua cũng có lực đỡ và để đẩy vào, đẩy lên hiện tại trong sáng nay là vùng 171, đây cũng là một cái mốc cao. Vậy thì trong ngắn hạn và trung hạn, chúng ta vẫn nhìn thấy giá mốc test ở các cái vùng 175, 183 nó không phá vỡ được. Do vậy là chúng ta sẽ chờ đợi các cái biến thiên đi về vùng giữa của Ichimoku ở các vùng 168. Đối với Ether thì tôi vẫn thiên về cái kênh mua vào trong cái thời gian tới đây. Thì trong lúc này các cái vấn đề về phân tích thị trường cũng như là đưa ra các giải pháp chỉ có cái cách là chúng ta mua và đầu tư trong cái kỳ online này mà thôi. Vậy để thông tin chúng ta có thể mua bán tốt, chúng ta cần phải có được cái sự hỗ trợ sau khi mà chúng ta hiểu được về thị trường. Đặc biệt là những người mới, chúng ta phải tìm hiểu sâu, tìm hiểu thật kỹ các cái thông tin để chúng ta có thể chọn lựa những cái sàn giao dịch tốt nhất và đưa ra các giải pháp. Ngoài ra, bên David cũng như là mọi người cũng đã tìm hiểu về GX, một trong những giải pháp mà không thua lỗ, đưa ra các cái giải pháp của No Loss System, mua và bán để hedging lại lệnh, chọn ra những cái điểm rất là tốt. Thì mọi người có thể thêm xem thêm các cái thông tin về gói 1 đến gói số 5 để chúng ta có thể vận hành. Ngoài ra, giao dịch thông qua robot và auto trading, lợi nhuận giao dịch phát sinh trên các cái tài khoản của khách hàng, chúng ta cũng có thể kiểm soát và quản lý. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở các cái bản tin đầu tư. Chúng ta hãy chú ý theo dõi các cái tin tức ở Facebook cũng như là kênh YouTube cùng với David. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.